Dạ vâng, cửa hàng ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay chúng em lại lên cho các bác xem một máy cưa. Nói chung là con này thì cũng cực kỳ hiếm đấy các bạn. Husqvarna 333 các bác nhé. Một dòng cưa tay dài của mang thương hiệu của Thụy Điển các bác nhé. Máy cưa tình trạng thì quá là VIP rồi. Các bác nhìn qua một cây cưa tay dài của Husqvarna các bác nhá. Cho bác nào mà đang cần cho mình một chiếc máy cưa hàng hệ của Thụy Điển, chiếc máy cưa bãi các bác nhá. Đây, công suất của nó đây, 35cc. Cân nặng của máy là đầu máy không là 3,7kg các bác nhá. Đó, đây là tất cả thông số kỹ thuật của nó. Một con cưa tay dài cực kỳ khỏe, vòng tua con này thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Vòng tua của nó tí nữa cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Các bác nghe cảm nhận từ cây máy này xem là vòng tua của nó như thế nào các bác nhá. Một chiếc máy cưa siêu siêu VIP tình trạng thì em nghĩ con này thì tầm khoảng 90% thì các bác cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Làm xích tình trạng nguyên zin của nó luôn. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Làm là làm bánh xe, chưa có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả. Đây, nguyên zin của nó, cây lam thì nó đã bị tróc sơn rồi. Nhưng mà về tổng thể của cây lam thì vẫn còn đẹp nguyên các bác nhá. Sử dụng ngon lành ngon. Con này thì tích hợp một ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Đó. Còn cái phần tem này thì đã bị rách một tí xíu rồi. Chung là mấy cái lặt nhặt như thế thì hệ bãi mà không thể tránh khỏi được. Đôi khi có một số cái tem thì nó vận chuyển hoặc là do chủ cũ người ta sử dụng thì nó đã bị bong chóc, thì cái nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì, quan trọng là nội thất đúng không các bác. Thôi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây máy cho nghe qua tiếng máy luôn. Dạ xin phép các bác, thì cửa hàng chúng em đem xuống dưới này thì để giật cho nó thuận tiện các bác nhá, chứ vừa quay vừa giật thì nó cũng hơi khó các bác nhá. Đó, đem xuống dưới này thì giật cho nó dễ. Chiếc máy cưa cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đây, đây là phần của bộ chế hòa khí của cây máy này các bác nhá. Đó. Nó được thiết kế lên nắp bên trên này rất là thuận tiện để sửa chữa, cũng như là khi mà các bác sử dụng rửa một thời gian thì bộ chế hòa khí này đôi khi nó có bị bẩn hoặc là bị tắc nghẽn thì tháo ra vệ sinh cũng như là rửa rất là dễ dàng các bác nhá. Đó, một chiếc máy cưa xích Husqvarna 333 của Thụy Điển các bác nhé, nguyên zin nguyên bản, hàng chưa bung chạm máy móc gì. Đó, đây là phần bộ chế hòa khí của nó. Nếu mà các bác nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc máy cưa công suất mà như thế này, muốn tìm một chiếc máy cưa hàng hệ, máy móc ngon lành, nguyên zin nguyên bản, thì các bác tham khảo thử con này xem thế nào các bác nhé. Một chiếc máy cưa siêu siêu VIP luôn. Và hiện tại thì con này cửa hàng chúng em bán với giá là 3 triệu đồng, miễn phí ship và tặng đồ nghề cho các bác nha. Nên là các bác nào mà ưng ý thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng, cũng như là để ủng hộ cửa hàng chúng em. Thôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.